Sau bao lời cảnh báo và những hậu quả liên tiếp xảy ra do ăn cá nóc tại nhiều địa phương vùng biển Thừa Thiên Huế, nhiều người dân vẫn tiếp tục sử dụng loài cá độc này để làm thực phẩm, thậm chí là có nơi còn hình thành riêng một phiên chợ để buôn bán cá nóc. Những lỗ hổng trong công tác quản lý, kiểm soát của các cơ quan có trách nhiệm và ý thức chủ quan của người tiêu dùng là nguyên nhân dẫn đến hàng chục vụ ngộ độc cá nóc xảy ra hàng năm ở Thừa Thiên Huế. Bao năm qua, ở xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, cứ vào buổi chiều mỗi ngày lại diễn ra một phiên chợ mà bất cứ người lạ nào khi đặt chân đến đây đều không khỏi sửng sốt. Nhiều người gọi đây là phiên chợ tử thần bởi mặt hàng chính bày bán ở hầu hết các gian hàng là cá nóc, một loài cá gây ra hàng chục vụ ngộ độc mỗi năm và cướp đi sinh mạng của nhiều người. Nhưng thật trớ trêu, những buổi họp chợ luôn tấp nập kẻ bán người mua. Cá độc theo chân người tiêu dùng đến với bữa cơm hàng ngày của nhiều gia đình, dù họ vẫn thường xuyên nghe hoặc chứng kiến những cái chết thương tâm do ăn cá nóc, trong đó có cả trẻ em. Người đàn ông này vừa mất đi con gái đầu lòng của mình, vợ và ba con nhỏ còn lại của ông cùng hai cha con người hàng xóm cũng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tai họa ập đến chỉ sau một bữa cơm với thức ăn là con cá nóc ông mua về. Mất là ăn là cá, còn những người bị thì ăn thịt cá, con cá. Mình cũng biết nên như mình cũng làm bừa bãi đó thì nên như chứ bị rồi con cái thì nên như mất mặt thương đau rồi thôi. Bao hậu quả xảy ra, nhưng với những người hay ăn cá nóc, chẳng ai tin rằng điều đó sẽ đến với mình. Con cá đập là trong lại cái ví hẳn cũng đen mà cái cải chi hẳn cũng đen hết. Cái cá như là chú ăn mấy cái bố đi ăn hết sạch con này. Ngon lắm à? Béo hết. Ăn không? Rồi chị ăn bao nhiêu bồ gà như thế thôi? Không biết mấy chồng, khi mà có nhiều là ăn cả chén luôn này. Dựa vào những kinh nghiệm này, nhiều người dân vùng biển ở Thừa Thiên Huế đã sử dụng cá nóc không một chút lo ngại. Và không ít người đã phải trả giá đắt cho những sai lầm. Nhiều người dân vùng biển tự tin rằng khả năng nhận biết và kinh nghiệm sẽ giúp họ không bị ngộ độc khi ăn cá nóc. Một người dân ở vùng biển Quảng Ngàn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã khẳng định với chúng tôi như vậy. Thế nhưng giờ đây, ông đã không còn trên cõi đời này nữa sau một lần ăn cá nóc. Hơn một năm sau lần chia sẻ kinh nghiệm với phóng viên về việc phân biệt cá nóc độc và không độc, người nằm trong quan tài này đã không còn cơ hội rủ kinh nghiệm cho sai lầm của mình sau một lần ăn cá nóc. Cùng ăn với ông là một người hàng xóm cũng suýt chết nếu không được cấp cứu kịp thời. Từ khi ăn thì hai anh em ăn khi 7 giờ. Bắt đầu người ta tôi phát hiện là tôi bị. Trước đó anh có hai đã ăn từng ăn cá nóc ăn nhiều lần chưa? Cũng có. Tình hình ngộ cá nóc của nó hàng năm thì thường thường bệnh viện Trung Huế tiếp nhận từ 20 đến 30 ca hàng năm. Độc tố đó thường tiết ra ở da, ở gan mật và tinh hoàn, đặc biệt là buồng trứng. Vì vậy khi mà trong chế biến thực phẩm thì người dân thường không chú ý đến thứ nhất là độc tố nằm ở da, cơ bụng và gan mật và buồng trứng. Mùa sinh nở thì độc tố rất cao. Thứ hai, độc tố này là không phải protein mà tán trong nước để hấp thu nhanh ở dạ dày trong vòng từ 5 đến 10 phút. Vì vậy độc tố không phân hủy ở nhiệt độ cao. Có cầu ắt có cung. Ở một số vùng biển tại Thừa Thiên Huế, việc đánh bắt cá nóc còn được xem như một nghề. Từ những ghe thuyền đánh bắt này, cá nóc được cả con buôn đưa đi tiêu thụ khắp nơi. Trước sự buông lỏng trong quản lý, kiểm soát của các cơ quan có trách nhiệm, hiểm họa từ loài cá tự thân này đang chực chờ trong bữa cơm của nhiều gia đình.